Derby Zester xuất hiện cùng chủ nhân đầu tiên của nó là Sho Yaguruma. Nó đã đậu lên tai của anh ta và giúp anh ta chuyển hóa hình dạng Market Form của Color Derby. Hình dạng của Derby Zester cũng như tên gọi của nó là một con ong với tông màu chủ đạo là bạc và đen, với một phần chấm cam ở trên cơ thể giúp thực hiện đòn tấn công tất sát, cũng như đôi cánh của Derby được tô điểm bằng màu vàng óng ánh đặc trưng của loài ong. Cách di chuyển của Derby Zester cũng tương tự như Kabuto Zester, là thực hiện những bước nhảy không thời gian cũng như tác bay của loài ong mà nó đại diện. Để biến hình thành Kamen Rider, Derby Zester sẽ tương tác với chiếc vòng tay có những đường viền của những ổ ong cũng như chiếc vòng tay màu vàng đặc trưng cho loài ong. Khi kết hợp cả hai, người chủ sở hữu của Derby Zester sẽ được chuyển hóa thành Kamen Rider. Hình ảnh Derby Zester kết hợp cùng chiếc vòng tay của người sở hữu giống với hình ảnh loài ong đang hút mật hoa trên những cành hoa. Derby Zester là chiếc Zester duy nhất hiện tại đánh dấu người sở hữu bằng biểu tượng của mình cùng với Z trên cơ thể của họ. Kagami cũng như những người khác sở hữu Derby Zester được đánh dấu. Những chiếc Zester khác thì có hay không thì chúng ta vẫn không biết, vì chủ sở hữu chúng ít khi nào được chuyển đổi nhiều như Derby Zester. Trong Hyper DVD, một người thề sẽ trung thành cũng như bảo vệ tất cả những thành viên trong nhóm của họ sẽ được Derby Zester lựa chọn. Đó cũng chính là tiêu chí mà nó chọn những chủ nhân khác của mình. Derby Zester có số lượng chủ nhân vô cùng lớn, bao gồm Sho Yaguruma, Arata Kagami, Sun Kageyama và thậm chí một kẻ khác là Masato Mishima cũng từng cưỡng ép và biến trở thành Cover Derby mặc dù không được sự chấp thuận của Derby Zester. Để chuyển hóa hình dạng Rider Form, Derby Zester sẽ được tháo chiếc vòng trên thân của nó cùng với đôi cánh và xoay ngược Derby Zester. Lúc này phần ngồi chích của nó sẽ được đẩy ra dài hơn hẳn, tạo thành một chiếc ngồi chích trên tay trái của Kamen Rider. Để thực hiện Boot On, Rider chỉ cần thực hiện ngược lại để trở thành hình dạng Market Form. Điều đặc biệt trong lúc chuyển hóa sẽ phát ra âm thanh Chain Warp. Đây là một điều hết sức thú vị vì Derby và Warp vốn dĩ là hai loại ong khác nhau. Chúng ta có thể hình tượng đơn giản đó là loài ong mật hiền lành cũng như là ong vò vẽ hung dữ. Đúng với trạng thái sau khi tháo chiếc vòng của Derby Zester, ngòi độc của nó thể hiện rõ ràng bản chất đã thay đổi hoàn toàn của Derby, chuyển hóa thành một loài ong hung hãn hơn, sở hữu cả hai loài vật với hình dạng của loài ong nhưng mang bản tính vô cùng khác nhau.